Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bạch trên Đức Hòa Thượng Nghiệp Sư, từ bi hoan hỷ bố thí cho. Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm Giáp Thìn, sau 3 tháng an cư, bước vào mùa tự tứ, hàng đệ tử của chúng con vân tập về đây đối trước Hòa Thượng Nghiệp Sư, xin thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch khánh tuế. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tông Phong Hoằng Pháp Đường Thượng Nhất Thiết Lịch Đại Tổ Sư Tác Đại Chứng Giám. Ngưỡng bạch trên Đức Thầy Hòa Thượng Nghiệp Sư, từ bi hoan hỷ bố thí cho. Thời giờ này tất cả anh em huynh đệ đệ tử của Ngài đều đã như pháp dĩ thủ vi lễ quỳ dưới pháp tòa, y kinh y luật y Phật sở chế, chúng con cũng được thân thừa nơi uy đức của Người để tòng tăng 3 tháng an cư kiết hạ. 3 tháng an cư đến nay đã viên mãn, chúng con cũng được đầy đủ giới định tuệ, được như pháp tự tứ, mỗi người đều được thêm một tuổi đạo công đức, được trang nghiêm chu viên. Chúng con về đến đây nơi trụ xứ mà Người đang tịnh tu mỗi ngày, đem công đức của 3 tháng an cư thành kính cúng dường lên Hòa Thượng Nghiệp Sư. Đó chính là phương tiện mà mỗi hành giả trên bước đường tu hành giải thoát đều cần cầu, để an trú thân tâm, thúc liễm 6 căn, tăng trưởng giới định tuệ. Và cũng là cơ hội để chúng con quán chiếu nhìn lại chính mình, nhìn lại lời dạy của Đức Hòa Thượng Nghiệp Sư đã dạy dỗ ân cần trong những năm tháng qua. Hôm nay chúng con trở về đây để khánh tuế, kính chúc lên Hòa Thượng Nghiệp Sư thêm một tuổi đạo. Đấy chính là nếp sống của thiền gia được ghi trong Tỳ Ni Tạng Trụ, và cũng là cơ hội để chúng con được nhìn ngắm tôn dung của Người. Những năm qua tuy Người ít ở nơi chốn tổ, nhưng pháp thân của Người vẫn luôn luôn có mặt trong mỗi trú xứ, trong thân và tâm của mỗi huynh đệ chúng con. Người vẫn thường dạy chúng con rằng Thầy không chủ trương và Thầy cũng không bảo anh em phải lễ lại Thầy. Nhưng nếu các anh em thấy việc gì cần làm như pháp thì hãy tùy nghi mà sắp xếp. Do vậy tất cả huynh đệ chúng con cũng về đây nương nơi Thầy, được xin phủ phục đảnh lễ cúng dường lên Thầy những công đức tu hành trong 3 tháng an cư. Đồng thời hôm nay đây cũng có Thượng Tọa Thích Pháp Đăng và Chư Tôn Đức Tăng Ni, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện Thống Nhất
tỉnh Đồng Nai cũng về đây cùng với anh em chúng con như huynh đệ một nhà, dâng lời khánh tuế, kính chúc lên người thêm một tuổi đạo, đạo lực ngày thêm lớn, đạo quả chống viên thành. Người mãi cửu trụ nơi ta bà, đem thân giáo, khẩu giáo, ý giáo để soi sáng cho tất cả chúng con và chúng sinh trên bước đường tu hành giải thoát. Một lần nữa, chúng con xin được hướng về người đảnh lễ cúng dường và mong được nghe những lời giáo giới của người, để trong 9 tháng tiếp theo chúng con lại tiếp tục trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, như pháp, như luật, như lời của người chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, 3 tháng an cư kiết hạ đã kết thúc. Xin chúc mừng trước hết là Thượng Tọa Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai cùng Chư Tăng Ni hiện diện được thêm một tuổi hạ, thân tâm an lạc, tăng trưởng giới định tuệ, ba nghiệp thanh tịnh, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, vững bước trên con đường giác ngộ giải thoát. A Di Đà Phật. Tất cả chúng ta hiện diện nơi đây đều là những vị xuất gia tu học Phật pháp. Theo nghĩa thông thường mà chúng ta được hiểu, xuất gia có 3 nghĩa. Thứ nhất là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Thứ ba là xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là ra khỏi nhà thế tục, hay còn gọi là các ái ly gia. Xuất phiền não gia là ra khỏi nhà phiền não. Phiền não gồm có 10 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ. Ra khỏi nhà tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hiện tại tất cả chúng ta ngồi đây bước đầu đã ra khỏi nhà thế tục, và nhà phiền não, nhà tam giới, chúng ta đang nỗ lực để tiến tới. Muốn đạt được ra khỏi nhà tam giới, tất nhiên là được giác ngộ giải thoát, sinh tử luân hồi, chúng ta phải vượt qua cái nhà phiền não. Phiền não có 10 thứ, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ. Trong 10 căn bản phiền não này thì có 5 thứ là động sự và 5 thứ là lợi sự. Lợi sự là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ. Còn động sự là tham, sân, si, mạn, nghi. Lợi sự thuộc về kiến hoặc, động sự thuộc về tư hoặc. Kiến hoặc thì có thể khi chúng ta nghe pháp, nghe kinh,
tìm hiểu lời Phật dạy. Hiểu đúng thì chúng ta sẽ đoạn trừ được cái kiến hoặc. Tuy nhiên về cái tư hoặc nó rất là sâu xa, rất là chậm lục, rất là khó trừ, cho nên gọi là độn sự. Thân kiến là chấp sai lầm về cái thân này. Thân là do ngũ uẩn tứ đại giả hợp tạo thành. Chúng ta chấp cái thân này là thật. Từ chấp cái thân này là thật, cho rằng có cái ngã là cái ta, rồi đến cái của ta. Từ đó mà chúng ta tìm mọi cách để thỏa mãn cái ta của mình, gây bao nhiêu nghiệp chướng, để rồi phải đau khổ, luân hồi sinh tử lục đạo. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến có nghĩa là chúng ta có cái thấy một bên. Biên kiến này nó gồm có đoạn kiến và thượng kiến. Đoạn kiến có nghĩa là mình chấp cái thân này sau khi chết là hết, không còn gì. Thường kiến là chấp khi mình làm người, chết đi sẽ làm người, thú chết đi làm thú. Từ đó mà chúng ta làm thế nào để hưởng thụ những dục lạc ở trên cuộc đời này. Bởi vì mình nghĩ rằng chết là hết rồi, hoặc là nghĩ rằng mình làm người thì chết cũng làm người, cho nên cứ thỏa mãn những ham muốn, là gây bao nhiêu nghiệp chướng đau khổ. Thứ ba là tà kiến. Tà kiến có nghĩa là mình không có thấy rõ được cái nhân quả. Nghĩ rằng mình có mặt trên cuộc đời này là do một đấng toàn năng nào đó quyết định. Và tất cả những hành động tốt xấu, thiện ác, hạnh phúc đau khổ đều do đấng toàn năng quyết định. Từ chỗ đó mà chúng ta chỉ mong cầu, khẩn cầu những vị thần, những vị thánh ban phước cho mình. Thứ tư là kiến thủ kiến, nghĩa là mình chấp cái thấy cái biết của mình. Chấp thấy biết là thấy biết cái gì? Thân kiến, biên kiến, tà kiến. Mình cho đó là đúng, chấp đó là đúng, cho nên gọi là kiến thủ kiến. Chấp cái thấy của mình là đúng. Thứ năm là giới cấm thủ, là chúng ta chấp vào cái giới. Thí dụ mình thọ trì năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Khi mình bệnh, bác sĩ nói rằng cần phải uống thuốc ngâm rượu, nhưng mà mình chấp, nói giờ là mình giữ giới này là dứt khoát không uống. Cuối cùng thì mình chết vì cái cố chấp đó. Hoặc như thời Đức Phật còn tại thế, có những người ngoại đạo họ chấp cái lối tu của họ. Có người thì tu theo hạnh con chó, ăn như con chó, nằm như chó, đi như chó, ngủ như chó. Rồi cái ông thì ăn như bò, ngủ như bò, vân vân. Thì họ nghĩ rằng tu như vậy sẽ được giải thoát. Đó là giới cấm thủ. Ngay như hiện tại chúng ta thấy ở Ấn Độ vẫn còn có cái đạo lõa thể. Họ nghĩ rằng không cần mặc quần áo như vậy mới giải thoát. Cái đó là giới cấm thủ. Đó gọi là ngũ lợi sử. Còn ngũ độn sử là tham, sân, si,
mạn nghi. Tham thì đại chúng biết rồi. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, phát khởi những cái sự ham muốn, hoặc là đối với ngũ dục, chúng ta tham đắm. Từ cái tham đắm đó mà gây bao nhiêu tội ác. Thứ hai là sân. Những gì mà trái ý nghịch lòng, mình khởi cái tâm bực tức, oán hận, đau khổ, thù oán v.v. Đó gọi là sân. Si là vô minh. Vô thường mình cho là thường, vô ngã cho là ngã, khổ cho là vui. Từ cái si này mà mình hành động, dẫn đến tham sân tăng trưởng. Mạn là kiêu căng, ngạo mạn, cống cao, cho mình hay hơn người, giỏi hơn người, đúng hơn người, tốt hơn người, vân vân. Nghi là nghi ngờ về nhân quả, nghi ngờ về giáo pháp của Đức Phật. Mình không có tin có nhân có quả, không có tin là tu hành được giác ngộ giải thoát. Đó gọi là nghi. Trong 10 cái phiền não này, 5 cái phiền não thuộc về lợi sự. Khi chúng ta đọc kinh, nghe pháp, tìm hiểu giáo lý của Đức Phật thì mình có cái nhìn đúng. Khi có cái nhìn đúng thì chúng ta trừ được cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ. Còn độn sử là tham sân si mạn nghi, rất là khó trừ. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng biết điều đó. Và chính Đức Phật cũng vì 5 cái thứ này mà Ngài phải tu tập vô lượng vô số kiếp mới đoạn trừ, mới thành tựu được đạo quả giác ngộ giải thoát. Vậy thì chúng ta nói là xuất gia nhưng mà mới có ra nhà thế tục, còn nhà phiền não thì chưa đụng tới, chưa ra được. Mà chưa ra được khỏi nhà phiền não thì cũng khó mà ra khỏi tam giới. Chúng ta cần phải nỗ lực tu tập, không phải một ngày, không phải một tháng, không phải một năm, không phải một đời, mà vô lượng vô số kiếp thì mới có thể đoạn trừ được 10 cái thứ phiền não này. Những cái phiền não này đẩy chúng ta vào bánh xe luân hồi sinh tử mãi mãi. Chúng ta phải thấy được điều này để nỗ lực tu tập. Không phải là một ngày một giờ mà chúng ta có thể đoạn được đâu. Đại chúng cũng biết rồi, nội cái tham sân si không, 3 cái thứ này quá khó là khó, không phải dễ mà đoạn trừ nó được. Tuy nhiên không phải vì khó mà chúng ta không nỗ lực, thì càng khó phải càng nỗ lực, đó mới gọi là tu. Chứ không phải khó rồi cái mình sợ, mình buông xuôi, mình không có nỗ lực, đó là thất bại. Việc tu tập của chúng ta, theo thầy suy nghĩ, hồi thời Tổ Hoằng Pháp, Ngài dạy là mình phải thực hành lục độ ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn dục tinh tấn thiền định trí tuệ. Trải qua vô lượng kiếp như vậy thì mới có thể đoạn trừ được phiền não và thành tựu được đạo nghiệp. Và Ngài đã thực hành
bốn chữ, đó là thượng cầu hạ hóa. Thượng cầu hạ hóa này nó bao gồm là tự lợi, lợi tha và phước huệ song tu. Bởi vì thượng cầu là tu, hạ hóa là độ sinh. Đó là tự lợi, lợi tha hoặc là phước huệ song tu. Huệ là tự lực, phước là làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên chỉ bốn chữ đó thôi, cả đời ngài thực hành. Và việc tu thì có lẽ rằng mỗi người chúng ta ai cũng phải tu thôi. Tu là trong bốn oai nghi, đi đứng làm ngộ gì chúng cũng phải tu. Thế nhưng chúng ta cần phải có những cái thời khóa công phu nhất định. Chứ đừng nói rằng mình đi đứng nằm ngồi dưỡng tu rồi, cho nên không cần công phu. Đừng nói như vậy. Tổ Hoằng Pháp một ngày ngày công phu bốn thời: Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu. Ngoài thời công phu đó ra, chúng ta thấy ngài làm rất là nhiều việc lợi ích cho mọi người. Đó là phước huệ song tu. Đó là thượng cầu hạ hóa. Đó là tự lợi, lợi tha. Chúng ta phải nắm được cái tinh thần này. Và thầy cũng đang theo cái bước của tổ. Hồi trước khi mới xuất gia, thầy cũng mỗi một ngày buổi sáng buổi tối là công phu rồi, đó là chuyện đương nhiên rồi, không đi cũng phải đi, gọi là bắt buộc. Nhưng một ngày nào đó thì mình lại phải ý thức, bởi vì tu là tu cho mình, chứ không phải là vì bắt buộc mình đi lên tụng kinh hay là ngồi thiền. Những người mà nghĩ rằng mình hôm nào không đi tụng kinh là mừng, hay không ngồi thiền là mừng, đó là chúng ta chưa phải là cái người hướng đến cái con đường tu tập. Đi tu mà sợ tụng kinh, đi tu mà sợ ngồi thiền, như vậy thì chúng ta đang hướng về cái gì? Không phải là mục đích lý tưởng của người xuất gia. Dần dần á, lúc đầu thì thầy công phu hai thời, sau thầy tăng lên ba thời. Ba thời là buổi sáng, buổi chiều, thêm buổi trưa. Rồi cuối cùng thầy cũng phát nguyện là một ngày bốn thời giống như tổ. Buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa, 12 giờ khuya. Và thầy đã giữ được bốn thời công phu này cũng khoảng 20 năm rồi. Tuy rằng trong thời công phu của mình, nói đến nhất tâm, nói đến định tâm không phải là dễ. Đại chúng có thực tập thì mới thấy. Mình ngồi một tiếng, thử hỏi coi được 50 phút định tâm không? 40 phút, 30 phút, 20 phút, 10 phút cũng chưa chắc. 5 phút là cũng có thể, không phải là dễ. Nhưng mà khi thầy thực tập như vậy, trước nhất là mình nỗ lực. Ngày nay mình cố gắng tiến bộ một chút, ngày mai mình cố gắng một chút. Có những lúc thầy ngồi theo dõi hơi thở, hít vào, thở ra, hoặc là hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Cố gắng giữ chính niệm như vậy, nhưng mà xin thưa, được có vài ba câu nó chạy lúc nào không biết. Nó chạy lúc nào mình không biết. Tới chừng thôi, ủa, nãy giờ mình niệm Phật mình nghĩ gì ta? Rồi bắt đầu quay lại, kèm nó lại để cho giữ chính niệm. Nhưng mà không biết được phút không, nó lại chạy chỗ khác. Cái này tinh tế lắm thì mình mới nhận ra. Chứ không ấy nhiều lúc mình ngồi niệm Phật ấy, chứ ngồi thì đó, nhưng mà tâm nó chạy đi đâu. Cho nên thanh sĩ có câu rất hay đó: ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người, tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm ma. Các việc xấu nhớ ra trước nhất,
kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về. Phật không niệm tới khói mê phủ vào, chẳng cần hỏi ông nào cũng biết. Niệm thế bao giờ Phật chứng cho? Ví như nồi gạo mới vo, bắt lên nhắc xuống thì bao giờ chứng cơm? Mà thật như vậy, đôi khi ngồi đó nhưng mà tâm nó chạy ở đâu đó. Chạy mà mình không biết nó chạy nữa. Lát cái mình mới nhìn, ồ vừa nãy giờ cái tâm mình đi đâu ta? Là kèm lại, cố gắng kèm lại rồi được chút xíu lại chạy nữa. Khó lắm quý vị, khó lắm. Nhưng mà không vì khó mà mình nản, phải cố gắng thôi. Theo thầy thì thực tập thì thấy là tổ ngày xưa đó là công phu có kết quả, có thành tựu. Còn mình bây giờ thì chưa. Thế nhưng thầy nghĩ rằng mình cần phải nỗ lực tự thân mình, đồng thời đó làm cái tấm gương cho đại chúng. Bây giờ thầy nói thầy tu thì tu cái gì chưa ai biết, nhưng mà người ta thấy mình tới giờ đi vô công phu, người ta biết ở đó thầy đi vô tịnh tọa đó, thì đó cũng là cái tấm gương để cho mấy anh em thấy rằng ở đó thầy mình như vậy đó, ngày nào cũng công phu tu tập. Thầy hy vọng rằng trong tương lai ở đây là đại chúng cũng nên phát nguyện tu ba thời, nếu mà tiến bộ nữa noi theo gương tổ thì bốn thời. Tuy rằng chúng ta chưa chứng đắc gì, nhưng mà đó là sự thể hiện tinh tấn, nỗ lực trong việc tu tập. Và đó cũng là cái tấm gương cho những người sau thấy đó để mà cố gắng. Thầy đã nối tiếp được cái con đường của tổ, là ngài công phu ngài bốn thời, giờ thầy cũng được bốn thời rồi. Ở đây không biết có anh em nào đã phát nguyện được bốn thời nữa chưa? Thầy hy vọng rằng sẽ có những người phát nguyện. Chúng ta nên có những cái thời gian tu tập như vậy. Mặc dù là đi đứng nằm ngồi gì mình cũng tu, nhưng mà cái đó là mình biết thôi, chứ không ai biết. Còn mình ngồi kia đó, mặc dù nó là hình thức, nhưng mà cũng là cái tấm gương mà người ta thấy được. Và họ sẽ nỗ lực để thực tập như mình. Thì hôm nay nhân dịp mà 3 tháng an cư kiết hạ kết thúc, thầy cũng tâm sự một chút về vấn đề xuất gia của chúng ta. Theo nghĩa thông thường thì xuất gia có 3, là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Tất cả chúng ta ở đây bước đầu đã hoàn thành tốt rồi, xuất thế tục gia. Còn xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, chúng ta còn phải nỗ lực nhiều. Nó không phải là một đời này mà nhiều đời. Hiểu được thì chúng ta sẽ phát cái tâm đại thừa, phát cái tâm Bồ Tát, tự lợi, lợi tha, phước huệ song tu, thượng cầu hạ hóa. Chứ chúng ta không đi nặng về một cái vấn đề nào. Và theo như kinh nghiệm của thầy á, nếu chúng ta tu á, mà phước của mình nó kém á, thì cái chướng duyên của mình nó nhiều lắm. Đó là sự thật. Thí dụ chúng ta đi trên một cái thuyền có cái buồm, thuận buồm xuôi gió thì cái thuyền nó đi rất là nhanh. Ngược lại mà cái thuyền đó nó ngược gió hay là ngược nước thì đi rất là khó. Và mình mới thấy rằng tại sao là có những vị thời Đức Phật, ngài
thuyết pháp là chứng liền, đó là phước huệ đầy đủ rồi. Còn mình thì nghe đầy cái lỗ tai hết, nhưng mà nó cũng chẳng chứng cái gì hết. Tu thì đủ thứ chướng duyên hết, cho nên cái phước nó rất là quan trọng. Cũng giống như là gió nó đẩy cái thuyền của mình đi nó nhanh, thuận lợi. Nên mình tu thì mình phải biết như vậy, là phước huệ song tu. Nhưng mà căn bản cái gì, cái mình phải thấy cái nào là cứu cánh, cái nào là phương tiện. Nhiều khi mình lấy cái phương tiện làm cứu cánh, mình lo cái chuyện hạ hóa quá mà mình không có thượng cầu, thì coi chừng cũng sẽ mất mình. Đó là những vấn đề mà hôm nay thầy muốn chia sẻ với đại chúng. Cuối cùng thì xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý thầy, quý sư cô luôn thân tâm thượng lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn tu học để vượt ra khỏi nhà phiền não và nhà tam giới. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch trên Đức Hòa Thượng Nghiệp Sư Thượng Chân Hà Tính Từ Bi Hoan Hỷ Bố Thí Cho. Thượng Tọa Pháp Đăng cũng thường chia sẻ với huynh đệ chúng con, trong thời nay gặp được những bậc chân tu như Hòa Thượng Hoằng Pháp là rất khó. Anh em trong tông phong là may mắn hơn, là được đầu Phật xuất gia làm đệ tử của một bậc chân nhân như vậy. Và trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng có dạy đạo hạnh của bậc chân nhân tỏa sáng khắp mọi phương trời. Đúng vậy, với thân giáo, khẩu giáo, những việc làm, lời chỉ dạy xuất phát từ hạnh nguyện tự lợi, lợi tha của Hòa Thượng Nghiệp Sư như là ánh mặt trời hừng đông, khiến cho mọi vật rõ như lòng bàn tay. Và giờ này tất cả chúng con đã được tưới tẩm những lời pháp nhũ từ Đức Hòa Thượng Nghiệp Sư, khiến cho chúng con giải trừ cơn khát, được ấm no đầy đủ trong giáo pháp của Phật. Tất cả chúng con quỳ dưới chân người, nhất nhất xin được y giáo phụng hành và xin được kính đảnh lễ cúng dường lên người ba lễ thù ân: nhân mùa Vu Lan báo hiếu, nhân mùa chúng tăng tự tử. Vì đối với chúng con đã ra khỏi nhà thế tục, nương vào Đức Thầy, Đức Thầy cũng giống như là người cha, người mẹ, người thầy, và là người đồng hành với chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Hôm nay đây xin cho chúng con được đảnh lễ thù ân và kính chúc nguyện lên người luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, cửu trụ ta bà để làm nơi cho tứ chúng quay về nương tựa. Tất cả chúng con xin y giáo phụng hành. 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 Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền Hòa Thượng Nghiệp Sư Tam Bái. Thank you.
anh nhé, cố gắng về giúp Pháp hưng nhà chế độ đình Pháp và các cơ sở trực thuộc bằng Pháp trong cả đất nước và ngoài thế giới nhé. Có mà quan hệ quý vị trong Mỹ nhé, năm giờ Phật nhé.